Để kiểm tra phẩm chất của người vợ kết hôn chớp nhoáng, người đàn ông cố tình giấu đi thân phận, hóa thân thành một bảo vệ nghèo. Nhưng anh ta không ngờ rằng, vợ không những không chê bai anh ta, mà còn tự mình nuôi sống cả gia đình. Để giúp vợ tổng tài thuận lợi giành được dự án quan trọng, Lâm Phàm trước mặt mọi người lấy ra một sợi dây chuyền lăng nha, và thề thốt rằng vợ cầm sợi dây chuyền này, có thể dùng một đồng mua 10 vạn mẫu đất. Nghe vậy, mọi người có mặt đều nghĩ rằng người đàn ông đã điên, vợ càng không thể tin nhìn chồng nghèo khó. Tuy nhiên, người đàn ông không hề giải thích, chào con gái một tiếng rồi rời đi, chỉ để lại vợ bị mọi người chế giễu. Nghe thấy có người bôi nhọ bố mình, cô bé lập tức lên tiếng bảo vệ bố, vì cô bé hiểu rõ bố mình lợi hại như thế nào. Vì vậy, cô bé vội vàng dặn mẹ làm theo lời bố nói. Không ngờ rằng vị giám đốc bên cạnh vẫn không tin lời cô bé, lên tiếng khuyên người phụ nữ đừng đi tìm cái chết. Người phụ nữ nhìn vào chiếc dây chuyền trong tay, biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thành công, dù có thất bại cô cũng sẵn lòng thử. Sau đó, người phụ nữ dẫn con gái cùng đến Phong Vân Các. Tuy nhiên, đợi rất lâu mà không thấy người phụ trách ra gặp. Thư ký thấy vậy đành khẽ bảo tổng tài về trước. Dù sao Phong Vân Các cũng quyền thế ngút trời, người ta không coi trọng họ cũng là điều dễ hiểu. Người phụ nữ nghe xong liền chìm vào suy nghĩ, không ngờ lúc này lại có tiếng bước chân vang lên. Người phụ nữ thấy vậy liền tỉnh lại, lập tức đứng dậy đến trước mặt người đàn ông. Ngài là người phụ trách chi nhánh Đông Giang của Phong Vân Các, hội trưởng Vương phải không? Tôi là Cố Nhược Hy, tổng tài của tập đoàn Cố Thị, đây là danh thiếp của tôi. Tôi không quan tâm cô là tổng tài gì, cũng không quan tâm bạn đến Phong Vân Các của tôi làm gì, bây giờ lập tức rời khỏi đây. Vương hội trưởng, chúng tôi đến để bàn chuyện làm ăn, tập đoàn Cố Thị nhỏ bé, cô có tư cách gì để bàn chuyện làm ăn với Phong Vân Các của tôi? Phòng kiểm tra chính của trụ sở chính sắp tới để kiểm tra công việc, cô để loại người này vào là muốn hại tôi bị mắng sao? Đuổi cô ta ra ngoài. Thuộc hạ nghe xong lập tức báo cáo với hội trưởng, bản thân đã đuổi mấy lần rồi, đối phương cứ lì lợm không chịu đi. Không ngờ hội trưởng trực tiếp quát mắng, bảo thuộc hạ phái người đuổi người phụ nữ đi. Cô bé vội vàng lên tiếng ngăn cản, nói rồi lấy tín vật của bố ra và nói những gì bố đã nói, dùng một đồng là có thể mua 10 vạn mẫu đất từ họ. Không ngờ hội trưởng nghe xong liền nổi trận lôi đình, mắng mỏ mấy người dám đến Phong Vân Các của họ lừa đảo, thật sự là sống không yên ổn rồi. Người phụ nữ thấy vậy vội vàng giải thích liệu có hiểu lầm gì không, bản thân mình cũng không phải là kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, đối phương rõ ràng không tin lời cô ta, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ bắt họ lại, mau thả mẹ tôi ra, nếu không bố tôi đến sẽ đánh chết anh. Bố hừ, đất đai là tài sản cốt lõi của anh Hỗn Doanh, đưa cho cô cái dây chuyền rách này mà muốn lừa đi, dù anh ta không đến, các người Phong Vân Các cũng sẽ không tha cho anh ta. Phó tổng làm sao đây, tôi thật là điên mới tin vào điều xấu của Lâm Phàm, thật sự mang một cái răng sói đến để chôn đất, lừa đảo thất bại, muốn giả điên giả ngốc để qua mặt. Không có ai ở cửa, bắt hết bọn họ lại cho tôi, bất kể lớn nhỏ, đều đánh gãy tay chân, để tôi Phong Vân Các đặt vương quy. Hội trưởng đừng động vào họ, anh yêu quái giết yêu quái, tôi nghe theo lời anh, chú là người xấu, mau trả lại đồ của bố tôi cho tôi. Cô bé định lấy lại chiếc dây chuyền của bố, không ngờ lại bị hội trưởng ném thẳng vào lò lửa. Không ngờ lúc này thủ lĩnh của Phong Vân Các đột nhiên xuất hiện, đá lật đỉnh đầu, chiếc dây chuyền rơi ra mà không hề hư hại. Sau đó thủ lĩnh nhặt chiếc dây chuyền trên đất lên, nhìn rất lâu, sau đó không nói hai lời, tát hội trưởng một cái. Tuy nhiên cho đến lúc này, hội trưởng vẫn không ngừng tuyên bố, phụ nữ là kẻ lừa đảo, do sự sơ suất của mình mới để họ vào. Nói xong liền muốn tiến lên xử lý người phụ nữ.